Lolo anh em ơi, và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay Vela Football mới ra một bản khảo sát mới. Thì hiện tại thì những người chơi offline bên Trung Quốc á đã có đi offline, fan Chelsea và Man City đã được đi offline rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký khảo sát để gửi về Gmail y như là lần trước nha. Ok, thì giờ mình vào Google, mình sẽ nhập cái tên đúng như trên đây nha anh em. Đây. Ok anh em ơi. Rồi, nó sẽ hiện ra bảng như thế này. Đây. Thì cái này đăng ký số điện thoại thì nó sẽ tặng cái này. Ngày 15 tháng 6 thì nó sẽ mở nha. Ok. Đây, đây là những móc quà nè. Anh em. Đó, có thể skill nữa nè. Đó. Rồi, bây giờ mình nó sẽ hiện lên cái ô đây nè. Điểm danh á. Đó. Cái ô như là điểm danh vậy á, bấm vô, anh em bấm vô thì nó sẽ hiện ra một cái bảng khảo sát. Đây mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho anh em xem nha. Đó. Sẽ bắt đầu hộp đen vào ngày 15 tháng 6. Thấy không? Mong các bạn bớt chút thời gian để tìm hiểu hơn về bạn và mời bạn tham gia thử nghiệm nè. Đó, thì hết bản này thì sẽ ra bản beta nha anh em. Open beta là sẽ mở ra mắt luôn ạ. Thì bây giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi nào mà liên quan tới game bóng đá nha. Đây. Đó. Anh em tìm ok, được rồi anh em ơi. Đó, chơi game thôi, game bóng đá thôi. Bạn đã chơi trò chơi bóng đá nào sau đây? Anh em điền hết luôn anh em ơi. Đó, anh em điền hết luôn. Ok. Đó, anh em điền hết luôn. Bạn vẫn đang chơi trò chơi. Thì giờ mình chơi trò chơi nào thì mình điền vô đây nha anh em. Đó, mình cũng điền gần hết luôn cũng được, cho nó dễ anh em ơi, đánh dấu hết luôn, bỏ cái mục cuối nha, các bạn dịch ra. Rồi lượng thời gian bạn có thể sử dụng cho trò chơi mỗi ngày thì 2 tiếng tới 4 tiếng thôi. Ok chưa anh em? Chơi bóng đá trong bao lâu mỗi ngày? 1 giờ tới 2 giờ thôi. Ok. Thời lượng của mỗi trận đấu từ 5 tới 10 phút. Ok. Đây, đó. Các bạn nhìn theo các bạn trả lời nha anh em nha. Ok. Đây. Đánh đại anh em ơi. Mình đánh tiền càng nhiều càng tốt. Đây. Ok, thì mình trả lời đúng tuổi nha anh em. Hơn tuổi từ 19 tới 23 là được. Thì mình từ 19 tới 23. Đó, các bạn nào, các bạn là nghề nghiệp của các bạn là gì nhỉ? Đó. Ở đây nè. Đó. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước. Không phải làm nông. Ok. Rồi, ai khác thì điền khác, không với ông đây thì điền khác nha. Đây đây. Còn các bạn không có thì không thu nhập nha.
Ok, thì đây. Ở Bắc Kinh. Điền Bắc Kinh nha anh em ơi. Đó. Ok luôn anh em ơi. Anh em trả lời mấy này thành phố, anh em trả lời xuống phần câu thứ 13 tới 14 mới là quan trọng nè anh em. Đây, điện thoại bạn đang xài thương hiệu. Không, ok chưa? Đó, rồi. Các bạn xài iOS thì các bạn nhập iOS vô nha. iOS máy các bạn nhập vô, còn Android mình Android 10. Các bạn để lại số điện thoại nha. Ok. À, ok, cái số điện thoại này á, thì số Việt Nam thì sẽ không được, cho nên mình sẽ lấy số Trung Quốc nha. Đây, đó các bạn nhập vô đây, là các bạn bấm vô dòng đầu tiên thì các bạn sẽ tìm được số điện thoại nha. Đó, nó sẽ ra những cái ô mới á. Đây, đó, các bạn copy cái số này vô. À, ok, sao chép rồi. Rồi, các bạn nhập vô đây nha. Rồi, ở đây hộp thư. Thì bây giờ mình sẽ... đây. Đó, các bạn nhập cái Gmail của các bạn vô. Ok chưa? Các bạn kiểm tra cho kỹ nha. Rồi, các bạn gửi đi. Rồi, đó, bạn đã hoàn thành khảo sát rồi. Thì ok, thì cái này... sẽ gửi về Gmail cho bạn nha. Ok, thì những bạn nào có mã code thì mới chơi được nha. Các bạn làm cho chuẩn nha anh em. Ok anh em ơi. Thì anh em nào thấy hay thể để lại cho mình một like, một subscribe kênh YouTube nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.